Bão số 3 sẽ mạnh trở lại khi vào Vịnh Bắc Bộ. Đăng ký kênh để theo dõi nhé. Xin cảm ơn. Bão số 3 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền Trung Quốc, nhưng sau đó mạnh trở lại và tiến vào Vịnh Bắc Bộ. Ngày 22, 24 tháng 7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Chiều 20 tháng 7, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tâm bão số 3 xem e cơ đã nằm ngay trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, lúc 13 giờ, sức gió mạnh nhất cấp 11 đến 12, giật cấp 14. Tối và đêm nay, bão di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc 5 km/h, chiều 21 tháng 7, tâm bão nằm trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 8, giật cấp 10, chiều 23 tháng 7, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, sau đó, bão khả năng di chuyển về phía đông đông nam, tăng tốc lên 10 đến 15 km/h và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 109,5 đến 114 độ kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Chiều 20 tháng 7, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9 đến 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến 12, giật cấp 14, sóng biển cao 5 đến 7 em, biển động rất mạnh. Trong khi đó, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5 đến 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 em. Trên đất liền, ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3, kết hợp hội tụ gió, đêm nay và ngày mai, 21 tháng 7, các tỉnh miền Bắc có mưa rông, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa lớn với lượng phổ biến 30 đến 50 mm trên ngày có nơi trên 80 mm, mưa rông khả năng đi kèm lốc, xét và gió giật mạnh. Các tỉnh miền núi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.Ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía tây bão số 3, ngày 22-24 tháng 7, khu vực bắc bộ và bắc trung bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi mưa rất to với lượng phổ biến 50-150 mm trên đợt. Riêng khu vực đông bắc bộ và các huyện đảo Cô tô, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100-250 đến mm trên đợt có nơi trên 250mm. Bão số 3 sẽ mạnh trở lại khi vào vịnh Bắc Bộ. Đăng ký kênh để theo dõi nhé. Xin cảm ơn, bão số 3 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền Trung Quốc, nhưng sau đó mạnh trở lại và tiến vào vịnh Bắc Bộ. Ngày 22, 24 tháng 7, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng. Chiều 20 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm bão số 3 xem e cơ đã nằm ngay trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, lúc 13 giờ.